Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng để xem xét xử lý vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi đi đánh gôn trong thời gian giãn cách xã hội. Liên quan vụ việc Giám đốc Sở đi đánh gôn trong thời gian giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, ngày 5 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Văn Dũng để xem xét xử lý vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Dũng là 30 ngày. Kể từ ngày 5 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng ký quyết định giao ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định quản lý và điều hành sở này trong thời gian ông Nguyễn Văn Dũng bị tạm đình chỉ công tác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng quyết định thay đổi thành viên của Sở Du lịch tham gia Ban chỉ đạo tỉnh Bình Định về phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, ông Huỳnh Cao Nhất thay ông Nguyễn Văn Dũng tham gia Ban chỉ đạo tỉnh Bình Định về phòng chống dịch COVID-19. Theo ông Nguyễn Phi Long, trong khi cuộc chiến chống dịch COVID-19 nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của nhiều tầng lớp nhân dân và của các cấp các ngành, thì Giám đốc Sở Du lịch không thực hiện mà còn vi phạm các quy định phòng chống dịch là không thể chấp nhận. Trong cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vào sáng 5 tháng 8 cũng đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các công chức lãnh đạo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, báo cáo đề xuất hướng xử lý. Chúng ta mong muốn tất cả người dân cùng chung tay chống dịch và chúng ta cũng cương quyết xử lý các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo vi phạm các quy định phòng chống dịch trong thời gian tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội. Ông Nguyễn Phi Long nói, từ ngày 31 tháng 7 đến 1 tháng 8, ông Nguyễn Văn Dũng cùng với các ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Thành An ở thành phố Quy Nhơn, Lê Văn Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Phú Tài ở thành phố Quy Nhơn, đã đi đánh gôn tại một sân gôn ở ngoại ô thành phố Quy Nhơn, có tiếp xúc gần với một nữ nhân viên làm việc tại đây. Ngày 3 tháng 8, nữ nhân viên này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, 4 người đi đánh gôn đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 4 tháng 8, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày, bắt đầu từ ngày 4 tháng 8 đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.